Xin chào các bạn, hôm nay Việt Nam Book xin giới thiệu với các bạn cuốn sách Mặc Kệ Thiên Hạ Sống Như Người Nhật. Đã bao giờ bạn ngồi xuống và suy nghĩ những gì bản thân đang có hiện tại thực sự đem lại cho mình hạnh phúc? Công việc mình đang làm là ước mơ của bản thân hay đó là kỳ vọng, những dang dở của ba mẹ đặt lên ta? Mặc dù bạn cố gắng vui vẻ, làm hài lòng bạn bè, đồng nghiệp, bạn cảm thấy hình như cũng nhiều người yêu quý mình, nhưng sao thấy mọi thứ quá áp lực, mệt mỏi. Những tiêu chuẩn và đánh giá từ một người khác đối với bạn luôn khiến bạn trở nên lo lắng. Bạn luôn quan tâm đến cái nhìn của người xung quanh và sống theo chuẩn mực mà họ đặt ra, thay vì quan điểm của chính bản thân. Đôi lúc bạn cũng không biết rõ thực sự bản thân có muốn như vậy không. Nếu bạn đang dành cả thanh xuân, cả quãng đời trước đó để sống theo cách như vậy thì mình nghĩ đã đến lúc nên thay đổi. Mình cũng từng như thế, từng quá quan tâm tới việc người khác nghĩ gì để rồi đôi lúc đánh mất bản thân. Mình nhận thức được điều đó và đang cố gắng điều chỉnh từng ngày. Nhưng thực sự việc này không hề dễ dàng. Và thật may mắn, tình cờ mình bắt gặp Mặc Kệ Thiên Hạ Sống Như Người Nhật của Mejita Magawa. Mỗi một trang sách như phơi bày sự thật chính con người mình vậy. Chính cuốn sách đã giúp mình thấu hiểu cảm xúc của bản thân hơn, học cách thẳng thắn đối diện với bản thân, dần từ bỏ những thứ đang giam cầm chính mình và trở thành con người có chính kiến. Mặc Kệ Thiên Hạ Sống Như Người Nhật, cuốn sách dành cho những ai muốn bước đi trên chính đôi chân của mình sau những lần vấp ngã, dành cho những ai muốn tự mình gạt bỏ đi nỗi sợ hãi mà không cần cầu cứu sự trợ giúp nào cả. Điều khiến cuốn sách này có ảnh hưởng đến nhiều người và đem đến những lời khuyên thực tế bởi chính tác giả cũng đã từng rơi vào trầm cảm, tự kỷ và phải điều trị một thời gian. Những khó khăn mà cô trải qua trong cuộc sống với người cha nghiện rượu, bạo lực gia đình, ly hôn, gian lận hôn nhân và các vấn đề khác. Cách cô vượt qua và trở thành chuyên gia tâm lý học nổi tiếng hàng đầu Nhật Bản đã cho cô một nền giáo dục và đưa ra những nhận định vừa thấu hiểu vừa khoa học. Và bây giờ cô chia sẻ chính những trải nghiệm đó để giúp độc giả cải thiện quan hệ giữa người với người, sống cuộc sống mang tên chính mình. Đó là lý do Mặc Kệ Thiên Hạ Sống Như Người Nhật được coi là cuốn sách gối đầu giường của nhiều bạn trẻ ở đất nước mặt trời mọc, một quốc gia có tỷ lệ trầm cảm, tự tử cao trên thế giới, nổi tiếng khắc nghiệt, khuôn phép và áp lực. Dừng ngay việc tìm kiếm sự xoa dịu từ người khác hoặc chờ đợi sự giúp đỡ từ một ai đó. Mejita Magawa khuyến khích mỗi người nên sống thật và ngưng phán xét bản thân. Đừng để cuộc đời mình xoay chuyển chỉ vì cái nhìn của người khác. Cũng đừng tin vào những chiếc phao cứu cánh mà bạn nhầm tưởng rằng sẽ giúp mình rũ bỏ được mọi lo lắng, tổn thương tâm lý, áp lực hay nỗi sợ của bản thân. Chúng ta phải đối mặt với nó, chiến đấu và tự chữa trị cho chính mình. Có lẽ phần lớn chúng ta khi gặp khó khăn, phiền muộn thường tìm kiếm ai đó để tâm sự giải bày, mong nhận được sự an ủi để xoa dịu phiền muộn, phải không nào? Đó là cách mình từng làm và cũng từng đóng vai trò là người xoa dịu. Nhưng với tư cách là một nhà tâm lý học, Mejita Magawa khẳng định sự xoa dịu chỉ mang tính nhất thời, giúp bạn thư thả trong thoáng chốc, nhưng không giúp bạn giải quyết được vấn đề mà còn đẩy bạn chìm sâu hơn vào những cảm xúc tiêu cực đó. Và nỗi khổ thực sự vẫn khiến ta phải mệt mỏi. Để giải quyết vấn đề, bạn cần tự mình suy nghĩ, có chính kiến và quan điểm của bản thân. Cho dù có khó khăn thế nào cũng phải vượt qua và tiến về phía trước, mạnh dạn đối diện với nó. Nếu dựa dẫm vào ý nghĩ của người khác thì bạn mãi không thể giải quyết được vấn đề và thoát khỏi đau khổ được. Theo kinh nghiệm của tác giả, có người mong muốn được an ủi thì tình trạng chuyển biến xấu. Trong khi đó, những người kiên quyết tự dựa vào bản thân để vượt qua nỗi đau thì khả năng hồi phục khá hơn. Vì thế tác giả thẳng thắn khuyên bạn hãy dừng ngay việc tìm kiếm sự xoa dịu từ người khác hoặc chờ đợi sự giúp đỡ từ một ai đó. Từ bỏ lối sống theo quan điểm của người khác. Ai cũng chỉ có một cuộc đời để sống nên thật lãng phí khi để cuộc đời mình phải trải qua những tháng ngày khổ sở vì ánh nhìn của người khác. Có lẽ đi một vòng thì một vấn đề xảy ra đều xoay quanh mối quan hệ giữa người với người. Nguyên nhân sâu xa khiến ta mệt mỏi, đau khổ bắt nguồn từ việc ta quá để tâm người khác đánh giá thế nào vì mình. Nếu ta để quan điểm của người khác ảnh hưởng quá nhiều thì ta càng tự hạ thấp bản thân và tự mình cảm thấy mình vô dụng. Càng cố gắng làm người khác hài lòng thì mong muốn được công nhận càng cao. Điều đó khiến ta chạy theo nhãn mác mà thiên hạ dán cho mà không thực sự biết mình thực sự muốn gì. Để rồi một vòng luẩn quẩn cứ lặp đi lặp lại và ta lại rơi vào trầm cảm, stress. Xé nó đi, vứt bỏ những cái nhãn vô nghĩa đó đi và cho mình cơ hội để sống theo mình mong muốn. Cuộc đời của bạn không thuộc về ai khác. Cuộc đời của bạn thuộc về bạn. Suy ra cùng thì chẳng ai chịu trách nhiệm về cuộc đời mình ngoài mình cả. Kể cha ba mẹ nên việc gì chúng ta phải cố gắng sống theo cách người khác muốn. Mình biết việc thay đổi suy nghĩ đã ăn sâu vào tiềm thức của mình suốt nhiều năm không dễ dàng. Nhưng chúng ta phải học cách điều chỉnh mỗi ngày một ít, dù rất nhỏ vẫn còn hơn việc ta không làm gì cả. Để rồi một ngày nào đó bạn sẽ thấy khi sống theo quan điểm cá nhân và chuẩn mực riêng thay vì quan điểm của người khác, cuộc sống của bạn sẽ xoay theo một chiều hướng mới, trở nên vui vẻ và thoải mái hơn. Bằng cách từ bỏ lối sống theo ánh nhìn và đánh giá của người khác, bạn sẽ thực sự thẳng thắn đối mặt với những cảm xúc của bản thân mà bạn nên trân trọng. Bạn sẽ thoát khỏi nỗi lo lắng và vạch ra những mục tiêu cùng ước mơ mà bản thân thực sự muốn hướng tới. Học cách từ bỏ và chấp nhận. Cuộc sống không phải lúc nào cũng suôn sẻ, có biết bao nhiêu điều bất ngờ xảy đến mà ta không thể lường trước được.
Điều chúng ta cần làm là phải học cách vượt qua nghịch cảnh, khó khăn và chấp nhận những vấn đề không thể né tránh. Thay vì suy nghĩ nhiều và lo lắng về những điều không thể thay đổi, bạn sẽ thấy thoải mái và ý nghĩa hơn nếu biết từ bỏ và chấp nhận những điều không thể thay đổi, để rồi tập trung vào giải pháp, làm những gì có thể để giải quyết khó khăn. Một khi vượt qua được, bạn sẽ thấy chính nhờ nghịch cảnh giúp bạn trở nên mạnh mẽ hơn. Bạn phát triển được sự bền bỉ, kiên trì và kiên định trong con người mình. Hãy học cách chấp nhận toàn bộ con người mình, mặt tốt, mặt xấu, mặt đáng thất vọng. Nếu ngay chính bản thân cũng không thể chấp nhận toàn bộ con người mình bao gồm cả những điều không hay, thì sẽ không thể tiến lên được. Chấp nhận là một điều quan trọng để tạo cơ hội cho bản thân. Từ chấp nhận tình trạng của bản thân, sau đó nhận ra giá trị sống và mong muốn bước về phía trước, khi đó ta sẽ có kế hoạch để từng bước đạt được mục tiêu của mình. Và một điều nữa, cuốn sách Mặc Kệ Thiên Hạ giống như người Nhật muốn nhắn gửi đến các bạn là đừng để cạm bẫy mang tên sự ổn định ngăn bước chân của mình. Nếu cứ mãi nghĩ rằng thế này là được rồi, cứ như hiện tại là đủ rồi, thì con người không khao khát những thử cao hơn nữa và dừng việc phát triển tại thời điểm ấy. Đừng ép mình vào lối sống bình thường mà hãy phát huy cá tính riêng của bản thân. Nhất định phải sống theo cách phù hợp nhất với bản thân. Thử bước ra khỏi vùng an toàn, thử vươn ra một cách ngẫu nhiên và làm theo những gì trái tim mách bảo. Và cuối cùng, hành trình ngàn dặm bắt đầu với chỉ một bước chân. Hãy nhớ rằng xe đạp, ô tô, máy bay hay tên lửa đều sử dụng nhiều năng lượng nhất cho bước khởi đầu. Khởi đầu thường trở thành rào cản lớn nhất đối với một người khi có ý định thay đổi hoàn cảnh hay dự định bắt đầu một điều mới. Chúc các bạn vượt qua tất cả để bắt đầu một khởi đầu mới và sống giấc mơ của đời mình.